Tôi là Nhân. Tôi là Hoa. Và đây là kênh Em Bé Má Hồng. Mỗi khi quay video mà phải nhìn nhau mếu máo vì mồ hôi tuôn luôn nhưng không được bật quạt cho tiếng đỡ ồn thì chúng mình biết là mùa hè đã về. Hè về là mùa khăn gói quả mướp đi du lịch, mà du lịch bây giờ thì muôn hình vạn trạng bởi vì nó đã tiến hóa từ một thú đắt đỏ đến một thói quen khám phá và giải tỏa của phần lớn dân số. Bây giờ còn xuất hiện một nhóm người được gọi là Digital Nomads. Họ đi du lịch toàn thời gian và vẫn có mức thu nhập khá thoải mái nhờ làm việc qua Internet. Nghe cũng ngầu đúng không? Nói đến ngầu thì qua một số video đầu tiên có một số bạn bảo rằng ánh mắt của mình nhìn camera khá là ám ảnh. Nhất là những lúc mà Nhân nói mà mình không làm gì. Nhân mình quyết định là sẽ giải cứu các bạn bằng cách là trở nên cool ngầu từ clip này trở đi. Ngày nay thì mọi người bớt hào hứng hơn với việc sở hữu những tài sản đắt giá mà tin rằng là phải đầu tư cho trải nghiệm. Bất kỳ ngày nào mà bạn mở mạng xã hội ra ấy, thì cũng thấy ai đó mình quen đang vi vu ở những nơi xa lạ, không quên kèm theo những cái câu trích dẫn rất là sâu sắc. Buổi cà phê tán gẫu gần nhất chắc hẳn cũng sẽ có câu chuyện về ai đấy đang đi du lịch. Chúng mình không muốn bàn cãi về những tác dụng mà việc đi du lịch mang lại, thế nhưng mà cái gì được tung hô quá mức cũng sẽ dễ trở thành bị thổi phồng. Sau khi theo dõi video này, mong các bạn sẽ có thêm một chiều suy nghĩ mới và đừng sập bẫy đi du lịch theo trào lưu, theo kiểu chạy chỉ tiêu của dân kinh doanh. Đừng có hở ra là đòi đưa nhau đi trốn, tháng nào cũng phải lạc lối trong thiên nhiên hay là cứ hôm nào trông tranh lại phải tất tưởi đi tìm kiếm bản thân. Chúng mình cũng rất tò mò muốn nghe mọi người nghĩ gì về quan điểm này, nên hãy để lại bình luận cho Em Bé Má Hồng được biết đấy nhé. Các bạn có thấy là địa điểm quay hôm nay cũng rất là đặc biệt không? Chúng mình quyết định hôm nay sẽ không rong ruổi quanh Hà Nội nữa mà quay ở nhà để cho các bạn thấy là không cần đi du lịch, ở nhà có đầy thứ hay. Mình thì mình thấy lý do đầu tiên để suy nghĩ thận trọng về việc đi du lịch á, đấy chính là chi phí. Đành rằng có rất nhiều kiểu đi du lịch, người ta thậm chí còn xây dựng ra rất nhiều kênh nội dung để chỉ nhau làm sao cách để đi du lịch tiết kiệm nhất. Thế nhưng mà đi du lịch đối với mình vẫn là một hoạt động khá là tốn kém. Mình nhớ thời điểm mình học năm 2 hay năm 3 đại học á, thì mình đi khá nhiều nơi mà được coi là rẻ. Mình đã từng đi Ninh Bình này, đi Đà Lạt, Phú Yên, Phú Quốc, Lý Sơn, Đà Nẵng, Hội An, Huế. Mỗi chuyến đi như thế rẻ nhất là đi Ninh Bình, hết đâu đấy thì chưa đến 1 triệu. Đắt nhất là chuyến đi Phú Quốc tầm 7 triệu. Thì đấy là mình chưa nói đến những cái lần mà đi du lịch nước ngoài. Khi đi làm rồi thì mình thấy đấy là những cái khoản không quá lớn. Nhưng mà hồi còn sinh viên á, thì nói thật lấy đâu ra 7 triệu nhàn rỗi để mà đi du lịch đúng không? Thế thì phải làm gì? Là phải để dành. Mà để dành thì nghĩa là sao? Là bớt ăn, bớt mặc, bớt chi tiêu, bớt gặp gỡ. Bạn tưởng tượng nhá, khi bạn đi làm, giả sử lương của bạn là 15 triệu đi, thì chỉ cần để ý một chút là 2 tháng bạn có thể có một chuyến đi du lịch 7 triệu rồi. Nhưng mà khi còn đi học á, thì đối với những gia đình không có nhiều điều kiện như gia đình mình á, mình làm thêm một tháng được 3 đến 5 triệu, mà số tiền này không phải là hoàn toàn để dành được, mà mình vẫn phải bù vào một khoản bố mẹ cho mình thì mới có thể sống gọi là thoải mái ấy. Thì tức là mình đã phải để dành mấy tháng. Những kỳ học bớt ăn, bớt cà phê, không mua quần áo, thức khuya dậy sớm, vừa học vừa làm, chắc chiêu để có một chuyến đi. Trong rất nhiều trường hợp thì đánh đổi đó là hoàn toàn không đáng. Tại vì cái gì là đắt nhất? Là thời gian. Bạn của tương lai nhất định sẽ cảm ơn bạn của hiện tại vì đã biết dành thời gian và công sức cho những thứ đáng giá hơn. Ví dụ như sức khỏe, tri thức, hiểu biết về nghề nghiệp hay là các mối quan hệ tích cực. À, quan trọng nữa, đấy là nhan sắc. Thực ra đầu tư và thu về một trải nghiệm tốt thì cũng không sao, nhưng cũng có trường hợp bạn mất tiền mà vẫn nhận về rất nhiều hụt hẫng. Mình muốn nói đến điểm thứ hai chúng mình nên cân nhắc, đấy là khi điểm đến có thể không đạt được như kỳ vọng của mình. Cá nhân mình thì có hai câu chuyện muốn kể cho các bạn. Câu chuyện thứ nhất là chuyến đi Phú Yên năm ngoái của mình. Mình đã lên mạng nghiên cứu khá kỹ kinh nghiệm của những người đi trước và có một điểm ai cũng bảo là phải đi, đi Phú Yên là phải đến đó, chính là di tích Vịnh Vũng Rô. Đấy là nơi mà cái con tàu chở hàng tiếp tế của quân ta năm xưa đã bị đánh chìm. Thì mình cũng nhìn hình của mọi người trên mạng và đoán là đấy là một di tích rất là hoành tráng, mình có thể đến xem lại những trang sử hào hùng của dân tộc. Thì mình đi xe khoảng 20 cây đến đó xong, mình đi tới cái điểm mà người ta đánh dấu là đây là di tích. Mình nhìn ra biển, mình nhìn xung quanh những mỏm đá. Xong mình mới hỏi là, ơ con tàu đâu? Xong mình đứng đến 10 phút. Đến phút thứ 15 thì mình nhận ra là, à, tàu bị đóng rồi. Cho nên là mình sẽ không thể nhìn thấy nó nữa. Và cái di tích đấy thì chỉ là nơi mà mọi người tới để ăn hải sản tươi thôi. Thì mình cũng rất là buồn khi mà những trang sử hào hùng nó đã khép lại bằng việc mình đến một địa điểm mà thực ra mình không có gì để xem, không có gì để đọc hết. Câu chuyện thứ hai thì là chuyến đi châu Âu vào tháng 10 năm ngoái của mình. Thì mình dành thời gian ở đó khoảng 2 tuần, cũng không phải là dài, cho nên mình chọn 5 điểm đến mà khá là lớn, những cái thành phố mà mình nghĩ là an toàn khi mà đi du lịch một mình. Hai thành phố cuối cùng mình tới là Berlin và Rome.
Thì khi ở Berlin thì trời hôm đấy mưa rất là to. Mình quyết định là đậu xe ở trước cửa một cái siêu thị và vào mua áo mưa. Hôm đấy mình đang rất mừng vì mua được một cái áo mưa giảm giá từ 25 euro chỉ còn có 5 euro. Và nó có họa tiết hoa lá rất là xinh. Nhưng mà khi mà mình đi ra thì hóa ra là xe đạp ở Đức nó cũng giống như là mũ bảo hiểm của Việt Nam. Khi mà bạn đi trung tâm thương mại nó có thể bị nhảy đi bất cứ lúc nào. Thì hôm đấy mình phải thất thểu đi về. Và cái giá cuối cùng mà để mình mua được một cái áo mưa như thế là 155 euro. Thì mình nghĩ đấy là cái món đồ hiệu sang chảnh đầu tiên mà mình mua được ở châu Âu. Và sau khi mà qua Rome thì mình đáp một cái chuyến bay khá là muộn. Lúc đấy đã là 11 giờ tối rồi. Và mình đi thêm khoảng 1 tiếng xe buýt để đến bến tàu trung tâm. Bến tàu đấy thì cách nơi mình ở chỉ có khoảng tầm 10 phút đi bộ thôi, nhưng nó khá là tối. Và lúc mà mình đang đi như thế, có một người cứ đi ở đằng sau. Thì mình hơi nghi là người này đi theo mình và có ý đồ không tốt. Nhưng mà để kiểm tra thì mình cố tình dừng hẳn lại và xem người ta làm gì. Và bạn đấy thì đúng là sau khi mình dừng lại thì có đi vòng lại và đứng ở một chỗ khá là khuất. Thì mình nhận ra bạn này đúng là không phải là người tốt. Thì may mà gần đấy có một tiệm mà McCafe mở 24/7. Và ngoài cửa có rất nhiều bạn trông cũng rất là hầm hố, đang đứng hút thuốc và nói chuyện các thứ. Thì cũng hơi sợ, nhưng mà mình nghĩ đấy là phương án duy nhất là mình phải vào đấy trú tạm. Tức là từ tầm 12 giờ đêm cho đến 5 giờ sáng mình không được ngủ và phải chờ đến lúc trời sáng rồi thì mình mới dám đi về khách sạn. Thì mình nghĩ là kể cả những thành phố lớn ở những nơi mình gọi là văn minh và giàu có thì vẫn có những mặt tối và khá là nguy hiểm cho du khách. Thực ra mình nghĩ lại thì đây vẫn là các trải nghiệm đáng nhớ, dạy mình về khả năng lên kế hoạch và có thể chăm sóc bản thân tốt hơn. Việc dịch chuyển thì là một phần to lớn và quan trọng của việc khám phá thế giới, đương nhiên rồi. Tuy nhiên thì mình cũng muốn nhắc các bạn là đừng lãng mạn hóa quá đà việc đi du lịch. Cũng không nên thấy trên mạng có vlog đẹp, có hình check-in không có vẻ hay ho là mình vội vàng đặt vé và đặt phòng ngay. Điểm thứ ba thực ra không mới nhưng lại ít được mọi người nhắc đến, đó là sự hiện diện của chúng mình sẽ làm phiền người bản địa và gây hại đến môi trường. Nhất là khi mình đến với tư cách là khách, gắn bó có vài ngày, bạn sẽ không thể lường trước được rằng là bản thân mình có thể vô tâm đến mức nào đâu. Nếu bạn để ý thì những nơi nổi tiếng về sự yên bình ấy thì bây giờ lại rất là xô bồ về hoạt động du lịch. Mình nhớ rằng 3 năm trước thì những cái hình ảnh về Đà Lạt chìm trong biển rác ở những cái dịp lễ Tết ấy bắt đầu được lan truyền trên mạng xã hội. Và đến bây giờ thì những cái hình ảnh đấy vẫn còn. Và dịp lễ Tết nào rồi các bạn cũng sẽ nhìn thấy những cái bài đăng như thế. Nhưng mà nó lại là một cái vấn đề mà chưa hề được giải quyết. Mình rất buồn vì cái vấn đề này. Và mình nhớ không nhầm thì lần đầu tiên mà mình nhìn thấy cái hình ảnh đấy á, thì ở cái phần comment, phần bình luận của cái bài đăng đấy á, thì có một bạn, mình đoán là dân bản địa của Đà Lạt. Bạn ấy có vì bực tức quá mà nên bạn ấy có những cái lời lẽ không hay, có thể nói là hơi sỗ sàng dành cho khách du lịch. Thì mình hiểu được cái tâm trạng của một người mà rất là yêu thương một thứ nhưng mà nhìn cái thứ đấy bị chà đạp. Thế cho nên lần tới khi bạn đến nơi nào đấy như là khách thì hãy quan tâm đến cảm nhận của chủ nhà một chút. Cuối cùng thì mình nghĩ là đừng đi du lịch để trốn chạy một cái gì đó. Đừng đi vì kiệt quệ cảm xúc hoặc là vì giận hờn người nọ người kia. Để được người ta chú ý và giận lại mình. Cái đó thì không biết, cơ mà chúng mình có thể đi vì muốn trốn tránh những cái xung đột, không muốn giải quyết vấn đề này nọ. Có một thời gian mình rất thích ý tưởng là cứ tới cuối tuần thì lại xách đồ đạc đi trốn. Tại vì ngày thường quá căng thẳng lại còn bồi thêm một cú vỡ tim. Lúc đấy thì mình nghĩ là buồn cũng phải ở đâu đó đẹp đẹp cho nó lãng mạn. Hai là nếu như mà tự làm bản thân bận rộn với các kế hoạch thì mình sẽ không phải nghĩ những điều mà mình không muốn nghĩ nữa. Kết quả là sau cùng mình chỉ thấy mệt mỏi hơn và chán luôn cả chuyện đi du lịch. Một cách thực tế thì đi du lịch không làm tình yêu hiện ra, không làm các khoản nợ biến mất, cũng không làm khối lượng công việc giảm đi. Nên xác định rõ một chút là nếu việc đi đâu đó một thời gian giúp bạn quay lại với một thái độ mới, một hành động mới thì rất nên, đúng không? Bằng không, khi mà đi để trở về không thực sự giải quyết vấn đề nào cả thì bạn thật sự là nên ở lại và đối mặt với những gì mà mình đang cần phải giải quyết. Thực ra nói nãy giờ không phải là do chúng mình muốn phản đối gì chuyện đi du lịch. Cái căn bản khiến mọi trải nghiệm du lịch đều trở nên không đáng theo mình nằm ở cái tình cảm mà mình đặt vào trải nghiệm đấy và vào cái ý nghĩa của nó đối với mình. Một khi mình xác định được rằng là trải nghiệm có ý nghĩa với mình thì mình sẽ có chuẩn bị tốt cho nó và chắc chắn là mình sẽ nói thấy nó là cực kỳ là quý giá. Thu thập trải nghiệm là chặng đường dài chứ không phải là một cuộc chạy đua và không phải chỉ có một cách duy nhất để bạn đạt được mục tiêu học hỏi. Còn nếu các bạn cảm thấy việc du lịch khiến mình lớn lên, làm đầy vốn sống, bạn sẵn sàng về mặt kinh tế và có thể tự chăm sóc cho bản thân trong suốt hành trình đó thì hãy cứ mở lòng và đón nhận thôi. Chúng mình cũng rất muốn nghe là hè này các bạn có những hành trình gì đấy. Trên đây là những gì chúng mình muốn chia sẻ về chuyện không nên đi du lịch theo trào lưu, đi chỉ vì mình có điều kiện để đi và mình không có việc gì khác để làm. Hy vọng nếu mọi người đồng ý hãy nhấn nút like và không đồng tình thì cứ thẳng thắn dislike và chia sẻ suy nghĩ cùng với bọn mình qua comment nhé.
nhớ đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo vì chúng mình sẽ trở lại mỗi tuần một điều mới trong hành trình khám phá thế giới của hai em bé Má Hồng. Giữ liên lạc và tương tác với kênh Em Bé Má Hồng qua Facebook và Instagram. Nội dung này cũng sẽ được phát trên Spotify Podcast nếu các bạn muốn nghe lại. Còn bây giờ, đây là kênh Em Bé Má Hồng. Đó là Nhân. Đó là Hoa. Xin chào và hẹn gặp lại.